Và Hồng Ân và Hải Triều sẽ gửi đến một gợi ý cho sáng nay. Thưa quý vị, ẩm thực Việt Nam đa dạng và tin chắc là không ai dám khẳng định mình đã ăn hết tất cả những món ăn của Việt Nam. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một món ăn ngon, lạ miệng, nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là phù hợp cho những ngày trời se lạnh, mưa lay bay như ngày hôm nay ạ thưa quý vị. Mời quý vị hãy cùng đến với Ăn Gì Sáng Nay. Chào quý vị khán giả của Việt Nam Ngày Mới. Quý vị thân mến, nếu như mà quý vị nghe mì gà chấm xá kén thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Có lạ không ạ? Riêng bản thân Phương Thảo thì lần đầu tiên mình sẽ biết đến củ xá kén. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng với Phương Thảo trải nghiệm món ăn này trong Việt Nam Ngày Mới nha. Nói về cái củ xá kén á, nhiều người đã còn lạ lẫm lắm. Nó còn có cái tên gọi khác là củ địa liền. Đối với những cái người Hoa thì họ rất là quen thuộc. Còn đối với những cái người Việt, người Kinh mình á, thì họ còn khá xa lạ. Thậm chí những người 40-50 tuổi, thậm chí 60 tuổi khi họ tới đây họ ăn á, thì họ mới cảm nhận được á, là đây là cái lần đầu tiên họ ăn. Gà được chấm với củ xá kén pha kèm với lại nước tương và sa tế, nó sẽ tạo lên một cái sự hòa quyện rất là hợp lý. Khi mà mình ăn mình mới cảm nhận được cái vị đó, nó hơi nồng nồng, nó hơi ăn hăng. Và nó có một cái mùi gì đó khiến cho người ta rất là khó quên. Và đây chính là cái củ xá kén nè quý vị. Phương Thảo đã phải nhờ các bạn ở Mì Gà Xá Kén K3 mang ra đây để mình tận mắt có thể nhìn thấy. Thì Thảo thấy là nó cũng giống củ gừng, cũng giống củ riềng. Và tại Mì Gà Xá Kén K3 thì xá kén sẽ được xay nhuyễn ra như thế này cùng với một chút rau thơm, để sau đó thì chúng ta có thể pha thành nước chấm để dùng kèm với lại mì gà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Ở mì gà xá kén K3 thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn. Mình có thể ăn mì nè, mình có thể ăn bún gạo, có thể ăn miến hoặc là hủ tiếu. Tuy nhiên thì phần lớn mọi người đến đây thì sẽ thưởng thức cái món mì, và mì ở đây là mì tươi, được quán sẽ đặt xưởng làm riêng cho quán để mang một cái hương vị đặc trưng. Thảo gọi là mì khô. Thì các bạn ở đây làm cái sốt đó rất là vừa ăn, và có rất là nhiều hành phi. Nhưng khi mình ăn á, mình sẽ thấy là thơm thơm, giòn giòn, rất là ngon. Bây giờ mới là cái phần chính nha, là gà. Các vị nhìn miếng gà nè, cái phần da gà nó vàng tươi luôn á, chấm kèm với nước xá kén. Ngon lắm, ngon lắm. Cái xá kén nó nồng nồng nha, cay cay, thơm. Cũng giống như cái củ á, nó là nó vừa giống củ gừng, vừa giống củ riềng. Thì cái vị khi mà mình ăn mình cũng sẽ có cảm giác tương tự như vậy, nhưng mà nó lại rất là riêng. Và thực sự là khi mà ăn chung với gà nó rất là hợp luôn á. Nếu như mà quý vị đang tìm một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng, ấm bụng, hơi lạ miệng một xíu nữa, thì quý vị có thể tìm đến Mì Gà Xá Kén K3 để thử thưởng thức món ăn mà ngày hôm nay Phương Thảo gợi ý nha. Chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thật là ngon miệng, sau đó sẽ có một ngày mới thật là tuyệt vời. Còn bây giờ thì Phương Thảo xin chào tạm biệt ạ. Rất là cảm ơn Phương Thảo. Một món ăn như chúng tôi đã có nói thì rất là phù hợp với kiểu thời tiết giống như ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa lay bay sáng sớm đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái sự khác biệt của món ăn này, đó chính là cái phần chấm đúng không Hồng Ân ha? Đúng đó rồi. Chính là xá kén. Hình như là Hồng Ân đã có cơ hội trải nghiệm qua món này rồi đúng không ạ? Vâng, cũng may mắn là vì mình ở gần cái quán này cho nên là cũng khá là thường xuyên mình hay thường đưa gia đình đến để mà thưởng thức ở đây. Và đúng là cái gia vị như chị Phương Thảo có nói là cái xá kén á, đã tạo nên một cái hương vị rất là đặc trưng, không giống với bất kỳ một loại gia vị nào khác. Và Hồng Ân nghĩ là trong tương lai nếu như mà quý vị chưa có cơ hội nếm thử loại gia vị này thì có thể đến với quán mì K3 để thưởng thức mì xá kén rất là đặc trưng và đặc biệt ạ. Dạ, ẩm thực thì rất đa dạng đúng không ạ? Mỗi vùng miền có những món đặc trưng như thế, và hy vọng là Ăn Gì Sáng Nay cũng sẽ cố gắng để mà có thể là mang đến cho quý vị đầy đủ nhất những cái nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam qua từng món ăn mà chúng tôi chia sẻ.